đột quỵ, căn bệnh gây khiếp sợ do khả năng gây tử vong và tàn tật vĩnh viễn đang được nhắc đến nhiều hơn nữa như một di chứng hậu COVID-19. Nhiều nghiên cứu trên thế giới đã cho thấy COVID-19 làm tăng khả năng gây đột quỵ ở một số nhóm người. Vậy ai thuộc nhóm người này? Hãy cùng xem hết video cùng với chia sẻ của Thạc sĩ, bác sĩ Mai Xuân Thiên, khoa cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Tham City nhé! Thời gian qua, nhiều bệnh viện ở Việt Nam đã tiếp nhận các bệnh nhân đột quỵ sau COVID-19. Trên thế giới đã có những nghiên cứu cho thấy, ở những người mắc COVID-19, nguy cơ mắc đột quỵ tăng gấp 2 lần so với những người không mắc. Trong tuần đầu tiên nhiễm COVID-19, nguy cơ bị đột quỵ não tăng gấp 3 đến 6 lần, nguy cơ bị nhồi máu cơ tim tăng từ 3 đến 8 lần. Nguy cơ đột quỵ và nhồi máu cơ tim cao nhất trong thời gian 1 tháng sau dương tính. Đặc trưng ở bệnh nhân đột quỵ sau COVID-19 là ngoài những vấn đề ở bệnh nhân đột quỵ như liệt, hạn chế vận động, mất thăng bằng, hoặc còn có thể gặp các vấn đề ở hô hấp, tim do di chứng COVID-19. Do đó, khả năng hồi phục của họ sẽ hạn chế hơn và đòi hỏi thời gian dài hơn. Cùng với các nghiên cứu nói trên, nhiều quốc gia độ tuổi trung bình của các bệnh nhân cần can thiệp loại bỏ cục máu đông đã giảm xuống. Sau COVID-19, nhiều người trẻ có ít, thậm chí không có nguy cơ thường liên quan đến đột quỵ vẫn bị đột quỵ. Như vậy, đột quỵ có thể là đợt biến chứng tiếp theo của COVID-19. Vì sao COVID-19 làm tăng nguy cơ đột quỵ? Ở bệnh nhân COVID-19 ở mức độ trung bình và nặng thường gặp các phản ứng viêm, rối loạn chức năng tạng và tăng hình thành các cục máu đông. Tất cả những dấu hiệu này làm tăng nguy cơ hình thành các cục máu đông trong lòng mạch dẫn tới đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim. Không chỉ gây ra tình trạng tăng đông, SARS-CoV-2 còn có thể gây ra viêm nội mạch và các bệnh lý vi mạch, cũng là yếu tố làm tăng nguy cơ xuất huyết não. Ngoài ra, trong quá trình điều trị những bệnh nhân COVID-19 nặng, việc sử dụng thuốc chống đông có thể gây nên nguy cơ đột quỵ xuất huyết não. Ai có nguy cơ đột quỵ sau COVID-19? Nghe đến đây, bạn cũng không nên lo lắng quá. Những người có nguy cơ cao bị đột quỵ thường khi có thêm các yếu tố khác như tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn chuyển hóa lipid, hút thuốc, béo phì. Ở những người này, điều trị kiểm soát ổn định các tình trạng bệnh lý chính là tầm soát nguy cơ đột quỵ. Không nên lạm dụng các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh nếu như bệnh nhân không có triệu chứng đột quỵ. Còn những người mắc COVID-19 nhẹ, không có bệnh nền, nghĩa là không có các yếu tố nguy cơ kèm theo, nguy cơ đột quỵ sẽ rất thấp. Do vậy, cũng không cần thiết phải tầm soát đột quỵ một cách thường quy. Hãy chăm sóc sức khỏe đúng cách sau khi khỏi COVID-19. Điều đó không chỉ giúp bạn nhanh hồi phục mà còn giúp ngăn ngừa đau tim, đột quỵ và thuyên tắc phổi, những biến chứng do cục máu đông. Tăng cường vận động. Lối sống ít vận động sẽ góp phần làm tăng nguy cơ đông máu. Thường xuyên tập thể dục, ít nhất 30 phút trên ngày. Nếu đặc thù công việc khiến bạn phải ngồi trong thời gian dài, hãy cố gắng đứng dậy và đi lại trong phòng sau mỗi 1 đến 2 giờ. Các bài tập tại chỗ vào giờ giải lao cũng rất có ích trong việc tăng cường lưu thông máu. Giảm cân nếu bạn thừa cân béo phì. Giảm trọng lượng dư thừa đồng nghĩa với giảm nguy cơ hình thành cục máu đông. Hãy cố gắng duy trì chỉ số BMI trong khoảng 18,5 đến 23. Bỏ thuốc lá. Bởi thuốc lá có thể làm hỏng lớp niêm mạc của mạch máu, dẫn tới hình thành cục máu đông. Cho nên, bỏ thuốc lá là việc đầu tiên mà những người điều trị khỏi COVID-19 cần làm. Thuốc tránh thai, liệu pháp thay thế hóc môn và một số loại thuốc điều trị ung thư có thể làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông. Do đó, nếu đang sử dụng các thuốc nói trên, thì sau khi mắc COVID-19, bạn cần trao đổi với bác sĩ để giảm thiểu nguy cơ. Phòng ngừa để tránh tái nhiễm COVID-19. Sau cùng, bạn vẫn cần nhớ rằng, dù đã âm tính với COVID-19, nếu có cơn đau thắt ngực, khó thở, hụt hơi hay bất kỳ bất thường nào, thì bạn cần thăm khám bác sĩ sớm để được can thiệp phù hợp, ngăn ngừa đột quỵ cũng như biến chứng nguy hiểm khác. Chúc bạn sớm hồi phục sức khỏe! Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ và hãy ấn subscribe kênh YouTube của Vinmec để cùng cập nhật thêm nhiều video về y tế và kiến thức chăm sóc sức khỏe khác.